Em mong là xưa xin chào tất cả các anh em, những người yêu đồ lính trên toàn quốc. Hôm nay thì em sẽ lên hai sản phẩm mà trong này có một cái sản phẩm nó lạc loài, nhưng hôm nay em sẽ lên vui vui một tí để cho anh em cùng giao lưu nhé. Chiếc đầu tiên là chiếc Philos. Có thể nói rằng hiếm khi mà em Hoàng về được chiếc MA1 mà nó còn được đẹp như thế này. Cái thằng MA1 này thì nó rất là quái quỷ ở cái việc là cái bo của nó, anh em nhìn này, nó sẽ khác hẳn với những dòng khác nhé. Đấy là một chiếc đầu tiên, nó dòng hàng xưa này. Và cái sợi bên ngoài và cũng như là sợi lớp bên trong, bản này bản mùa đông nhé, thì nó là được dệt bằng lông cừu nhé anh em nhé. Và cái lớp ngoài này nó dệt bằng tơ này. Nếu như anh em ra ngoài ánh sáng và phản sáng ấy, thì nó sẽ có rất nhiều màu ở trên những cái phần tơ này. Đó là một chiếc MA1 xưa. Và chiếc này thì nó đã thuộc dòng 8X nhé anh em nhé. Cho nên chính vì như thế nó sẽ rất là xưa, chứ nó không phải là dòng bây giờ đâu. Đây, tí tại sao em lại nói nó là dòng xưa nhé, và tại sao giá của nó lại mắc, nó rất nặng này. Và em đợt lâu em có một chiếc này, nó chính là dòng khóa mắt ngỗng nhé. Em vẫn đang thử nói MA1 khóa mắt ngỗng. Thường là anh em bảo là dòng 7X, 6X, 8X thì nó sẽ 7X nó sẽ không có lắm, nhưng đó là sai hoàn toàn nhé. Vì với của quân đội Mỹ ấy, thì nó là đa dạng và phong phú, nó thích là nó làm đấy, và nó thích nó làm, nó sản xuất một lô trong vòng khoảng vài chục ngàn chiếc cho cái binh chủng của họ, xong rồi họ dừng. Cho nên chính vì như thế cái đồ quân đội Mỹ nó không giống như là cái đồ cho tặng, nó làm cho tặng các nước khác thì nó lại theo một cái kiểu khác đấy. Có thể nói là nó một cái cách mà nó có tiền, nó theo kiểu nó chơi kiểu quái dị, kiểu như là nó thích thì nó làm đấy. Cho nên ấy, có những anh em bảo những cái nắp này là đầu 7 với đầu 6, đầu 8 nó không có, nhưng mà đầu 8 nó vẫn có bình thường, mà cái đầu 6 thậm chí nhá, đầu 6, đầu 4 nó vẫn có cái túi lắp này đấy. Nó lại hôm nào em sẽ lên cái đầu lắp là có lắp này, có túi lắp này như thế này luôn, như cái nắp của nó là nắp vẩy nuôi cá nhá anh em nhé. Đấy, cho nên những chiếc MA1 ấy của thằng Mỹ, quân đội Mỹ ấy, thì mình không thể biết trước được đâu, vì nó là rộng dài, cho nên chính vì như thế mình chỉ biết được một phần nào của nó mà thôi nhé. Cho nên là anh em nhiều khi mà chúng ta chơi ấy, có thể nói rằng là chúng ta gặp được cái đồ nào và nó ưng với mình, và nó là đồ xưa thì chúng ta chơi thôi, chứ còn để mà biết được đồ hết đồ của họ là khó lắm, không thể biết hết được đâu. Đây nè, cái này còn rất mới nhá, chiếc này còn 97-98%, và chiếc áo rất nặng, nó tầm trên 1 cân. Đây, củ khóa đây anh em nhìn nó to luôn đấy. Bộ bo em thì em chỉ có khoái nhất là nhìn cái bộ này. Nếu mà nó mà một cái áo mà nó đẹp hay không đẹp, nhưng mà bộ bo nó vẫn đi là thôi, em chào thân ái, khỏi phải mang này, đưa lên cho mất công. Thì nhiều khi có khi các bác lại bảo đưa toàn những cái đồ coi như là rách, nhưng mà thực ra trên kênh của em Hoàng tuyển chọn không có những cái đồ rách đâu. Chiếc này em đọc nhé, mã của nó là mã 119K, tức là 119 ấy, vai 50, lưng của nó là 63, tay của nó là 61, và từ 60 cân cho đến 73 cân, 75 cân đều có thể mặc được chiếc này nhé. Và chiếc này nó có giá của nó là 9 triệu nha anh em nhé. Mã 119, giá 9 triệu. Và đây, trên kênh thì hôm nay em, đây là em lấy thử một cái này, lấy về đây để mang tính chất là chơi, nhưng mà giao lưu, cũng có thể nói rằng là bán giá rẻ. Đây là một bản thương mại của quân đội Mỹ, của Mỹ nhé, MA1 thương mại của Mỹ này. Em có một chiếc duy nhất nhé, mới 99%. Và chiếc này thì em thấy đi trên chợ, trên cõi mạng ấy, thì người ta bán 4,5 triệu. Em nhớ không nhầm là như thế. Đây, khóa rất đẹp, 99%. Hai mặt nhé, cũng được dệt rất tốt. Thương mại Mỹ thì an tâm là nó, đồ của nó cũng không đến mức độ tồi rồi. Bình thường thì họ sẽ bán là 4,5 triệu.
Đây, chiếc này em đọc vai 50, lưng của nó là 63 và tay của nó là 62. Lưng của nó 64, tay 62. Và chiếc này có từ 60 cân cho đến 75 cân là anh em đều có thể quất được chiếc này nhé. Chiếc này hôm nay em bán cho anh em nhé. Bình thường là họ bán là 4,5 triệu. Em bán cho anh em 2,5 triệu. Chéo này. 4,5 triệu và 2,5 triệu thì có nghĩa là rẻ được một nửa, là rẻ được 2 triệu. Có nào nhanh thì còn nhé, em chỉ có mua chiếc về để chơi giao lưu với anh em thôi. Nó là một cái like cảm ơn với anh em đã đồng hành cùng em trong thời gian qua. Bình thường thì em sẽ bán là 4 triệu hoặc là 4,5 triệu. Nó là bản thương mại mà. M199% mà trên quán mạng anh em vẫn bán 4,5 triệu ấy. Nhưng mà hôm nay thì em bán 2,5 triệu nhá. Đấy là thay một lời cảm ơn anh em nào ưng được chiếc này thì hãy alo cho Hoàng nhé. Chiếc này em đã nói rồi, rất đẹp, nhưng nó là bản thương mại. Còn chiếc này nhá, chiếc này nó là 9 triệu vì chiếc này nó nặng gấp đôi chiếc này. Chiếc này có thể nói chỉ tầm độ khoảng 8 nặng đến 9 nặng của 1 cân thôi. Nhưng mà chiếc này nó tầm cân 6 nha anh em nhé. Cho nên chính vì như thế em vẫn thường nói là tiền nào của nó. Nếu như thế này thì anh em rất ít khi phát hiện được ra nó. Nếu như chiếc này mà nó, nếu em cầm một chiếc bản quân đội mà nó vẫn có màu vàng như thế này MA1 nữa xuống thì giống như chiếc này thì anh em khó nhận biết được. Cho nên chính vì điều đó em vẫn nói là với sản phẩm tiền nào của đó nhá. Hôm nay thì em lên thêm một chiếc nữa. Tiện này lên thêm chiếc nữa đi. Nó vẫn còn đây anh em, nó vẫn còn đây nữa. Nhưng mà em chưa lên. Đây, đi tiếp chiếc này nhá. Phinote trực thăng. Chiếc này thì xem size gì đây. Size small shop. Mới 99%. Tất nhiên rồi, đẹp. 99% thì chắc là không cần phải, em không cần trình bày nhiều. Vấn đề là chỉ có vừa với cái size của anh em thôi. Xem nào. Chiếc này có mã của nó là mã 11K. Và cái vai 48, tay 61 và lưng của nó 64, 60-68 cân. Thì anh em mặc cái chiếc này nhé, 8,5 triệu. Anh em cứ nói rằng là cái mã của nó là mã 11K nhé, 11K. Thì em sẽ nhớ được ra mã 11K và đăng video của ngày nào thì em sẽ nhớ ra. Và chiếc này thì 8,99% rồi thì cũng chả cần phải soi dọi gì nó nữa rồi, vì bình thường thì em cũng đã soi dọi rồi. Nên chính vì như thế thì đưa lên đây giao lưu với anh em hôm nay. Vui nó có cái con hàng kia để về cảm ơn anh em. Thì anh em nào mà ưng thì hãy alo cho Hoàng nhé. Chiếc này là giá 8,5 triệu, em vừa đọc rồi đúng không ạ? Đúng không? Giá chiếc này là 8,5 triệu. Đây, em Hoàng có 3 sản phẩm đưa lên. Anh em nào ưng đường mã nào thì hãy alo cho Hoàng nhé. Mà alo cho Hoàng chắc chắn là sẽ mua được sản phẩm. Em Hoàng chúc anh em một ngày mới an lành và hạnh phúc nhé.